Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của em Vân Ô Tô Cũ Toyota Phú Mỹ Hưng, chuyên mua bán trao đổi ô tô cũ tất cả các hãng. Hôm nay thì em xin quay một video tổng hợp để báo giá và cập nhật những chiếc xe mới nhất mà bên em vừa mới về và còn đang bán. Xe bên em thì về liên tục, vì vậy anh chị hãy đăng ký và theo dõi kênh của em để có thể cập nhật được những chiếc xe mới nhất mà bên em vừa mới về. Rồi bây giờ thì em xin mời anh chị theo em để em có thể giới thiệu từng chiếc xe cho anh chị nha. Dạ rồi, đầu tiên thì em xin giới thiệu tới anh chị một chiếc xe rất là đẹp luôn, sản xuất năm 2015, nhập Nhật nguyên chiếc luôn nha anh chị. Đó chính là chiếc Lexus ES350, sản xuất năm 2015. Xe mang cái sơn là màu ghi xám. Giá chào bán bên em cho chiếc xe này là 1.750.000.000 nha anh chị. Ở Lexus có cái form dáng rất là đẹp nha, tuy là từ 25 tới giờ. Về phần nội thất thì xe đã được trang bị ghế da màu đen nha anh chị. Ghế còn rất là mới nha anh chị, rất là đẹp. Có cửa sổ trời luôn, anh chị để ý nè, phần nhựa nội thất, nhựa táp lô cũng chưa hề bị chảy xước gì nhiều cả. Đó, các phần chức năng còn rất là đẹp. Ở 1.750.000.000 cho chiếc Lexus ES350 sản xuất năm 2015, biển Sài Gòn nha anh chị. Xe mang cái sơn là màu ghi xám. Rồi tiếp theo là một chiếc Camry bản 2.0G. Ở xe sản xuất năm 2020. Ở siêu lướt luôn, mới chạy có 27.000 km thôi. Ở xe mang cái sơn là màu đen nha anh chị. Xe mang cái sơn là màu đen bản 2.G, nhập Thái nguyên chiếc luôn. Sản xuất năm 2020, xe mang cái sơn là màu đen. Ở chiếc xe thì bên em đang chào bán với giá là 990.000.000. Ở giá vẫn còn thương lượng mạnh cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Ở bên em có hỗ trợ vay trả góp qua ngân hàng luôn. Thủ tục cũng rất đơn giản và nhanh chóng thôi. Anh chị có nhu cầu mua xe trả góp thì cứ alo cho em Vân nha. Số điện thoại của em là 0795 33 33 55. Ô đô của xe nè anh chị, 27.819 km. Đó, như một chiếc xe mới luôn nha anh chị. Đó, có đầu DVD, màn hình cảm ứng, camera lùi. Anh chị để ý nè, phần nhựa táp lô cũng chưa hề bị chảy xước gì nhiều. Ở ghế nội thất là màu đen nha anh chị. Đó, ghế phụ chỉnh điện luôn nha anh chị. Ở trần xe rất là sạch sẽ, bên em nó vệ sinh và bọc ghế để bảo quản rồi. Ở Toyota Camry bản 2.0G sản xuất năm 2020. Ở giá chào bán là 990.000.000. Rồi. Tiếp theo là một chiếc xe Camry cũng được rất là nhiều anh chị quan tâm luôn và tìm kiếm, tại vì cái giá của nó rất là mềm. Ở trước mặt anh chị là một chiếc Toyota Camry bản 2.5Q. Xe sản xuất năm 2016. Ở xe mang cái sơn là màu đen nha anh chị, giá chỉ có 770.000.000 thôi. Đó. Với 770.000.000 anh chị có thể sở hữu được ngay một chiếc Camry đẳng cấp, phiên bản cao cấp nhất luôn, 2.5Q. Đó, chiếc này ngày xưa là anh chủ mua cũng phải gần 1.4 tỷ nha anh chị. Gần 1.4 tỷ, nay thì chỉ có một nửa giá thôi, 770.000.000 là anh chị có thể sở hữu được rồi. Xe thì đã được anh chủ lên bộ mâm màu đen nha anh chị, nhìn rất là khỏe khoắn. Ở Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất năm 2016. Ở xe đã chạy được 66.000 km rồi, ghế chỉnh điện anh chị. Nội thất là ghế da màu kem. Đó. Xe còn rất ok nha. Anh ấy đã lên màn hình Android, camera lùi. Một chiếc xe rất là đẹp. Đặc biệt Camry nha anh chị. Camry màu đen này được rất là nhiều anh chị thích, đi rất là quyền lực luôn. Đó, em đang có hai chiếc Camry màu đen luôn nha anh chị. Đó. Toyota Camry 2.5Q sản xuất năm 2016, biển tỉnh, 770.000.000 nha anh chị. Đó. Rồi tiếp theo em là một chiếc Camry nữa. Đó, chiếc này là bản 2.5Q,
xe được sản xuất năm 2019, nhập Thái nguyên chiếc nha anh chị. Đó, nhập Thái nguyên chiếc luôn, giá bên em đang chào bán là 1 tỷ 150 triệu. Xe mang nước sơn là màu đỏ biển tỉnh. Đó. Vào những năm 2019-2020 thì bản 2.5Q vẫn là bản cao cấp nhất nha anh chị. Đó, xe rất là đẹp luôn, mang sơn là màu đỏ. Odo của xe này anh chị, 62.868 km nha anh chị. Ở xe thì cũng được trang bị theo xe luôn rồi, màn hình cảm ứng, đầu DVD, camera lùi, hệ thống âm thanh là loa JBL nha anh chị, nghe rất là hay luôn. Đó, tất cả mọi thứ còn rất là ok. Có 3 chế độ lái, phanh tay điện tử, auto hold, các tính năng an toàn đầy đủ hết cho anh chị. Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất năm 2019, xe biển tỉnh. Ở giá chào bán là 1 tỷ 150 triệu nha anh chị. Ở bên em có hỗ trợ vay trả góp luôn. Ở anh chị nào có nhu cầu vay trả góp thì alo cho em Vân nha. Đó, rồi bên kia em còn 4 chiếc xe để em qua quay cho anh chị tham khảo nha. Ở bên em là xe cũ chính hãng của Toyota Phú Mỹ Hưng, nên về phần chất lượng anh chị có hoàn toàn yên tâm nha. Bên em có mua bán trao đổi ô tô cũ tất cả các hãng, có thu xe cũ đổi xe mới. Đó, anh chị mà có nhu cầu mua bán trao đổi ô tô cũ hoặc là mua ô tô mới thì cứ alo cho em Vân nha. Số điện thoại của em là 0795 33 3355. Ở đầu tiên bên này em sẽ giới thiệu đến anh chị một chiếc xe nồi đồng cối đá mang thương hiệu Toyota Innova, số tự động phiên bản Venturer, sản xuất năm 2019. Xe mang nước sơn là màu đen nha anh chị. Ở xe còn rất là đẹp. Xe biển Sài Gòn nha anh chị, đã chạy được 65.000 km rồi. Và giá chào bán bên em là 770 triệu. Giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Anh chị có thể mua chiếc này về chạy gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ cũng được, rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu nha. Đó. Mâm còn rất là đẹp, 4 vỏ zin đeo xe luôn nha anh chị. Ở bên em có hỗ trợ vay trả góp qua ngân hàng luôn. Anh chị có nhu cầu vay trả góp thì alo cho em Vân. Rồi kế bên là một chiếc Fortuner, ở sản xuất năm 2019, máy dầu số tự động 2 cầu, nhập Indo nguyên chiếc luôn. Ở giá chào bán là 1 tỷ 130 triệu nha anh chị. Xe này thì anh chủ cũ có lên cái ốp sườn xe rồi. Phía sau thì anh ấy có ốp cái body kit phía sau rồi anh chị ha. À, nội thất thì xe được trang bị ghế da màu nâu da bò, zin theo xe luôn nha anh chị. Odo nè, 56.114 km. Đầu DVD, màn hình cảm ứng, camera lùi đầy đủ hết. Ở trần xe rất là sạch sẽ nha anh chị. Ở Toyota Fortuner, sản xuất năm 2019, máy dầu số tự động 2 cầu. Ở xe biển Sài Gòn, 1 tỷ 130 triệu, vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Đó. Rồi tiếp theo bên em xin giới thiệu cho anh chị là một chiếc siêu phẩm luôn ha. Toyota Land Rover sản xuất năm 2019, ở chạy được 40.000 km, xe biển Sài Gòn, giá là 2 tỷ 430 triệu. Đó, xe rất là đẹp, xe mang nước sơn là màu đen nha anh chị, một chủ từ đầu. Odo của xe nè, 40.489 km. Đó, có màn hình cảm ứng, đầu DVD, camera lùi, zin theo xe, có camera 360 độ luôn nha anh chị. Ở trần xe rất sạch sẽ nè, nội thất màu kem, được bên em vệ sinh và bảo quản lại rồi. À, các phím chức năng chưa mài mòn nha anh chị. 40.000 km thì cũng chưa có vấn đề gì về gọi là sự cũ đi hoặc mài mòn anh chị ha. Đó, 2 tỷ 430 triệu.
cho chiếc Toyota Land Rover sản xuất năm 2019. Ở biển Sài Gòn mới chạy có 40.000 km thôi nha anh chị. Rồi cuối cùng thì em xin giới thiệu cho anh chị một chiếc xe bán tải giá rẻ. Xe được trang bị sẵn là nắp thùng cao rồi. Xe mang nước sơn là màu xanh, sản xuất năm 2019. Máy dầu số sàn, một cầu. Ở xe đã chạy được 76.000 km. Ở giá chào bán là 555 triệu. Rồi odo của xe nè. Odo của xe là 76.000 anh chị ha, 154 km. Xe với trang bị đầu CD màn hình zin theo xe anh chị ha. Tất cả mọi thứ cũng còn rất là ok. Odo chuẩn luôn nha anh chị. Ghế nỉ zin theo xe luôn, rất là sạch sẽ. Rồi, em vừa mới báo giá tổng hợp cái kho xe đã qua sử dụng bên em anh chị ha. Đó. Anh chị có nhu cầu mua bán trao đổi ô tô cũ thì cá lô cho em Vân. Số điện thoại của em là 0795 33 3355. Bây giờ bên em có hỗ trợ vay trả góp qua ngân hàng luôn nha. Thủ tục cũng rất đơn giản và nhanh chóng thôi. Anh chị có nhu cầu vay trả góp thì cá lô cho em. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video. Rồi đây là chiếc Toyota Rush sản xuất năm 2019, biển Sài Gòn, mới chạy có 35.000 km thôi. Giá là 590 triệu, giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Anh chị quan tâm thì gọi ngay cho em Vân qua số điện thoại là 0795 33 3355. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video.